Gia đình nhà Sophie đã tới khách sạn rồi, đang làm thủ tục nhận phòng nha. Sáng ngày mai sẽ đi hái mận, đi hái đào. Hiện tại bên ngoài trời rất là nóng luôn. Giờ là 6 giờ chiều nhưng mà nóng khủng khiếp. 40 độ C buổi chiều á. Nóng mà nó hực 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 cái hơi nóng luôn. Dễ sợ thiệt chứ. Hay là con chào bà cô chú chứ hay là? Hả, con chào bà cô chú chưa? Rồi chào sáng. Chào bà cô chú rồi con. Chào bà cô chú. Ừ, dễ đẹp ha. Chào bà cô chú. Con là Hana, là con gái nha ông bà cô chú. Ông bà cô chú ơi. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi họ vẽ xong họ ký tên á. Làm thủ tục nhận phòng. Đây 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 đây. Nhìn 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 đây 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 đây. Hana, Hana, Hana. Hana. Nhìn cái ai kìa. Nóng vậy sao nóng không? Chị Hai chào bà cô chú nè. Chào các bạn. Nè con, có cái sim công để chị mua nè. Còn mẹ không mua đâu. Nhìn thấy cái bà ăn thử. Còn trên xe còn, trên xe còn. Trên xe còn. Nóng không ngoại? Nóng dữ không? Nóng dữ không? Cũng khiếp ha. Nóng hơn mình Việt Nam á. 6 giờ mấy rồi đó mẹ. 6 giờ mấy rồi. Mà nóng nóng. Cái nóng mà nó hực cái hơi á. Ghê được chứ. Ok, let's go. Là cái hơi chỉ có chút xíu hơi thôi à. Rồi. Nhưng mà con có đem không? Mẹ con cần ngủ hay gì chứ. Nhưng mà khi đi khách sạn là con phải biết chứ. Phòng mấy phía? Phòng số mấy? Từ từ mệt nó ghê luôn, con nó nhau đi kìa. Mệt. Con thấy chị hai con mệt không? Can you hold the door? Yes. Đây, rồi vô đi. Hi Dương. Chú trà. Trời ơi, mẹ ở ngoài nó nóng khủng khiếp. Nóng mà nó hực khủng khiếp ở ngoài ha. Khủng khiếp thiệt. Ba phải gắn cái thẻ điện vô nữa. Có bụng tắm nữa nè, đã đợi. Rồi hai cho con mà vô không thèm mở điện, mở đèn gì chân luôn hả? Hana, nhà Hana là muốn nằm đâu? Hana muốn nằm đâu? Em nằm bên đây đi. Ẩm em, thả em xuống nè. Ẩm em, thả em xuống. Mẹ ẩm nó muốn không nổi luôn rồi kìa. Hả? Ẩm không nổi luôn hả? Không thèm mở đèn, mở đuốc gì luôn nữa hả? Trời, tối thui vậy đó hả? Trời đất ơi, hùng lắm mà nó tán mặt tay con luôn hả? Chị, không phải con. Phi nó nói ồn ào quá, nó bịt lỗ tai lại kìa Phi. Tán mặt tay, quên đi. Đất ơi, chà. Nó hốt đầu con Phi này. Cái gì vậy con? Ôi là Phi, con là từ từ thôi Phi, con làm gì mà quá trời vậy Phi. Nó nhăn rồi kìa, nó khóc rồi kìa. Nó nảy rồi kìa. Nó dụi mắt rồi, buồn ngủ rồi kìa. Phiền này thiệt chứ. Nó nhồi thiệt á. Nhà nào nó ẩn đít rồi nè. Đây coi, tả ướt không con? Nó bắt đầu ẩn đó, bà nảy lên á. Nó nảy lên kìa mẹ. Nó nảy lên kìa. Sáng ngủ dậy gia đình đi xuống ăn sáng. Ăn sáng xong sẽ đi vượt trái cây. Chưa có ai luôn. Tranh thủ đi sớm, trời nóng lắm cả nhà. Ở đây trời rất là nóng. Mình tranh thủ mình ăn xong mình đi sớm.
Hả Sophie, lạnh hả? Ở trong khách sạn lạnh nên Phi là lấy áo mà ngoài mặt mà. Chào ông bà cô chú. Chào ông bà cô chú. Xin chào bà cô chú các bạn. Ngồi bàn nào, ngồi bàn nào. Ok, em nhìn em, nhìn em cẩn thận con. Nhìn em cẩn thận. Đang ngồi là chờ đồ ăn. Đồ ăn của Phi là đang làm. Chờ chút. Trời ơi Phi ơi, hú em từ từ thôi. Không hỏi la làng gì hết Phi. Sáng của em trang này. Nho khô, trái cây khô với lại trái cây tươi với lại dâu ùa. Đã đi. Đang chờ trứng. Ngoài ăn thịt xong khói, xúc xích, bánh mì. Cảm em. Mời cả nhà ăn sáng nha. Hai nay Sophie chưa có ăn, đang ngồi kìa. Có ok không? Có ok. Có ok. Mới lên xe có chút xíu, bà Hà Na vẫn ngủ rồi nè cả nhà. Đâu vẫn ngủ mà coi cái môi bà nè. Coi nó chạy coi coi. Hết sức không? Nó ngủ đi chừng 20 phút qua tới giường. Bật đẩy xe xuống. Từ khách sạn tới vườn à, mận. Vườn mận, vườn đào cả nhà. Ừ, gia đình nhà em Tan đã tới rồi đây nè. Cái vườn này hầu như là năm nào mình cũng đi đó. Nhỏ ngủ rồi. Bây giờ mình sẽ đi vô để mà mình lấy thùng nha. Với lại coi bao nhiêu tiền nha một phao á. Má vậy đó. Khỏi lấy xe đẩy. Trời ơi ba ơi là ba. Mẹ thông minh quá. Mẹ người ta đi hái Việt Quốc nữa kìa. Mẹ hái nữa không? Dạ con nghĩ Việt Quốc ở đây chắc trái bự á. Hái nữa. Hái nữa hả? Hái nữa. Ok. Cho ngoại anh hái nữa. Nè kéo đây con. Vô đây con coi coi. À đi đi vô đây coi coi, coi Việt Quốc trái bự không nha. Giỏ không kìa nè. Việt Quốc nữa nè cả nhà ơi. Họ hỏi có hái không? Hái thì vô hái luôn. Nhưng mà mình mới hái xong rồi nên không hái nữa. Nè, trái chín trái sống nè. Ok, giờ đi hái đào nha. Bây giờ rủ cả nhà đi hái đào. Hái đào với hái mận. Họ nói mận cũng có rồi đó. Mày muốn ăn thì mày hái. Họ nói vậy đó. Tại vì mình thích ăn cái dạng mà chua chua với vừa chín tới á. Đây. Gia đình nhà em đang đi vườn trái cây nha. Năm nay dẫn bà ngoại đi vườn. Đi vườn trái cây đã luôn, mùa hè đi vườn trái cây đã luôn cả nhà ơi. Sophie, nãy mẹ thấy con thỏ bự lắm kìa. Nãy mẹ thấy con thỏ bự lắm, nó màu trắng. Mẹ, để con kéo. Để con kéo cho mẹ. Cái mùi gì á ta? Cái mùi gì á? Nãy thấy con thỏ màu trắng bự. Cái này là mận nè mẹ. Mận. Mận này ngon. Mận này ngon lắm nè. Dạ, mận này giòn rụm mụm nè. Cho bà ngoại đi vườn mận, vườn đào. Gì mà trái nào nhiều lắm luôn. Kìa mẹ, cái trái là chồng con chỉ có trái tím rồi kìa. Cái này người ta hái nhiều rồi đó. Con là con thích cứng á. Trái này chín rồi. Yeah. Mẹ ăn thử đi. Mẹ lấy ra mẹ bào ra mẹ ăn thử coi. Úi trời, còn trắng như vậy. Mận đấy cả nhà ơi, nhưng mà mình mới thử rồi nó còn chua và xanh lắm. Thấy nó tím tím vậy chứ còn chua và xanh lắm cả nhà ơi, chưa ăn được. Mình quay về cả nhà coi nha. Mận nè. Đã không? Hái trái ha. Hái trái ăn thử cả nhà coi nha. Này. Bởi vì mình rất là thích đi cái vườn Sapa đó để mình hái mận á, mình rất là thích cái mận trên đó. Ăn thử cả nhà coi nha, chùi phấn nè. Bên trong à. Oh my god. Chua lắm nha cả nhà. Chua lắm. Chưa ăn được đâu. Cho nên là mình sẽ đi kiếm cái loại mận. Cái loại này nè. Cái loại này thì nó lại ngon. Đây. Cái trái này. Đó. Cái loại này thì nó ngon nè. Giòn ngon lắm, ngọt ngọt. Này cả nhà. Mận còn xanh lè nè. Ok. Rồi đi qua hái đào thôi. Hình như cái loại này nè. Cái loại này chín rồi nè cả nhà. Ủa mắc cười quá à. Con với ba muốn đi đâu đi đi chứ. Tôi đợi tôi làm chi rồi la trời. Cái loại này chín rồi nè. Ăn thử nha. Cái này ngọt. Cái này good. And smell.
Quýt này ngọt. Cái loại này mà rất là ngon mà thơm. Không, để cho mẹ ăn thôi, mẹ ăn. Chín hả? Dạ. Đó là chưa chín hả? Cái này chín rồi. Mà thơm lắm. Trái nóc hết trơn nè, mà trái còn nhỏ. Phi không hái rồi Phi á? Phi á? Hôm nay đi rừng nào mà không hái rồi Phi á? Sao trái nhỏ nhỏ không ha? Ủa mà nếu mà nó chưa hái được thì chắc người ta đâu cho mình hái. Hái đào cả nhà ơi, mời cả nhà hái đào nha. Thôi, nguyên đùm nè. Hả? Kệ đi. 3 hả? 3 đồng. Chắc cỡ 3 đồng đúng không? Giỏi vậy ta. Nhưng mà trái nó không được bự, trái nó nhỏ nhưng mà nó hái được rồi. Ừ. Tại vì nếu mà chưa hái được là người ta không cho hái đâu. Ừ. Dạ. Người ta chỉ mình cái khu đi á, là tức là nó đã sẵn sàng rồi. Nè, trên này nè. Trái bự nè. Đó. Hái đào xuống. Hái đào xuống. Có mận có đào hả ngoại? Có mận có đào. Để hái Việt Quốc đi. Hái Việt Quốc hả? Ừ. Hái Việt Quốc nữa. Hái Việt Quốc nữa hả ngoại? Ừ. Ở trên là trái bự nè. Ngoài ngủ đi, hái Việt Quốc nữa. Này, trái bự nè, trái quá trời trái luôn mẹ. Trái nhiều rồi đó. Nhóc luôn nè. Nó không được bự hả? À, nó không bự nhưng mà ăn được rồi. Ừ. Dạ nếu mà ăn không được người ta đâu có cho mình vô hái. Mẹ ăn chưa? Có ăn rồi. Có ăn rồi hả? Con chưa ăn hả? Có ăn không? Nó mà ngoại gọt nha. Ở ngoài gọt cho Phi ăn nha. Ăn không? Đâu? Em đâu? Em dậy chưa? Em dậy rồi. Em dậy rồi hả? Em dậy rồi hả em? Em ơi! Em dậy rồi hả? Trời đất ơi! Trời đất ơi! Kéo sợi dây đó ngay ngay luôn trời! Ừ, sợi dây của chị luôn á. Ê, cô bá nằm kìa, bá hai cái giò bá thọt kìa. Em ơi! Em ơi em à, em à, em ơi! Em đi đâu đó em ơi? Em đi rừng mận rừng đào xem không xuống tung tăng em ơi. Hả em ơi? Em ơi. Em ơi em ơi. Dơ đó nha. Chị hai cái đó dơ sao cho em ngậm vô miệng anh chị hai? Không con chỉ chị đó em lấy đó. Vậy đó hả? Ờ tại em không có tự cho em à. Vậy đó hả? Ừ. Không mặc quá kìa. Không mặc. Nhai gì vậy con? Nhai gì vậy? Ừ, có dò nè. Dò nè, dò đạp đạp nè. Ừ. Ngoại không hái nữa ngoại. Ngoại hái nghỉ phẻ rồi, ngoại hái xong hay rồi. Nhiều đó thôi. Vậy đó hả? Nhiều à? Nhiều quá ăn không hết. Ăn hết. Ok, chụp hình cho ngoại nha. Bây giờ mới chụp hình nha. Ôi, đẹp quá trời đẹp luôn. Nguyên cái nhánh này nó bị tét nhánh rồi. Nó bị nằm xuống đất rồi cả nhà ơi. Trời ơi đẹp chưa nè, trái rồi nè. Đẹp ha. Đẹp giả man thì cho. Trái. Bao la trái luôn. Đào. Ra yeah, go look. Nha. Yeah. Đào đây cả nhà ơi. Có ai ăn đào không? Em Trang hái cho nha. Quá trời đào nè. Nhưng mà cái đào này á, trái nó không được bự lắm, nó nhỏ nhỏ nhưng mà cũng rất là ngon. Ngon lắm. À ai da ai da. Bây giờ cha Phi rủ đi qua coi cái Việt Quốc á, coi ngon không, hái nữa kìa cả nhà. Bà ngoại cũng phái hái nữa cho nên là đi qua đó coi có coi một trái bự không á, hái thêm. Ok cả nhà ơi, đã quá à. Mình phái đi vườn trái cây, vườn mận nữa mà nhận chưa chín. À, có một ít trái nó chín thì mình hái rồi, còn ít trái nó chưa chín nên mình hái không được nhiều, hái có nửa sọt à. Đào nhưng mà xe nha, ra vô nhóc luôn kìa, quá trời xe luôn á, người ta đi vườn á, quá trời nè. Đi qua vườn à, đi qua cái vườn gọi là Việt Quốc nha. Bà cháu nó với cha nó qua bên Việt Quốc rồi kìa nè. Cả nhà bên đây nó còn xanh lè nè, tại mình tranh thủ mình đi á, tại vì mẹ vài bữa nữa mẹ về rồi nên tranh thủ đi cho mẹ đi chơi á, cho nên là nó còn sớm. Nhưng mà có cái khu á, người ta cho mình hái á thì nó đã sẵn sàng được ăn rồi, cho nên là trời, bà ngoại cũng hái dữ nữa. Nè, cái này là Việt Quốc. Trái bự hả mẹ ha? À, trái bự hơn hởm nè. Đẹp ghê chưa? Có trái chín, trái sống mẹ. Trái sống là nó màu này nè. Nó chưa chín. Còn cái này là chín rồi nè. Có hái không? Mẹ hái không? Trái bự mẹ ha? Mẹ, trái bự ha? Mẹ ăn thử chưa? Mẹ ăn thử cho mẹ. Cười trời ơi, con bắt cười, bắt chanh cái miệng bắt cười. Cái con này tao mất cười đó thiệt chắc. Hello. Cười qua giỏ giọt rồi kìa. Hello. Hai chị em mặc đồ giống nhau. Hai chị em mặc đồ giống nhau. Trời, con mặt quá đỏ rồi. Phải không?
mặt đỏ như vậy. Hello. Cười hai giờ giỡn giỡn coi kìa. Hai cái mặt của nó màu đỏ em giận. Vậy đó hả, là nó gặn hả? Ừ. Hay quá, kinh nghiệm dữ ta. Gặn dữ ta. Gặn dữ vậy ta. Phải không? Hãy đầu đi ra đó bà ơi. Hay nó đầu đi ra đó. Ừ. Hay em đầu đi ra à em? Hả em? Chắc đầu đi ra đó. Ba tháo cho em ra kìa. Bà ngoại mê rồi, ngoại lo hái rồi. Bà ngoại mê rồi. Ngoại mê rồi. Bà ngoại bấm mê rồi. Cái gì con mới nói gì? Con nói gì? Mê cái đó rồi, không mê người yêu rồi. Rồi tao qua tao mét bà ngoại. Rồi đi qua mét bà ngoại liền ngay lập tức. Ngoại ơi. Ngoại. Dạ. Nó bụng miệng rồi lại nó không cho tôi nói. Gì bệnh miệng? Nó nói xấu bà ngoại. Hả? Nó nói xấu bà ngoại mà nó bụng miệng nó không cho học lại kìa. Nó xấu gì bệnh miệng hả? Ừ. Cho bà ngoại hái à, ít thì mà ít cái việc quất nữa đi. Bà ngoại mê quá rồi kìa. Mê bà ngoại mê ơi. Bà ngoại mê không mê người yêu à. So basically, my mom is really love pick some food more than love husband. Hi Hannah. Em ơi. Em à. Okay. Coi chị Hai đó, chị Hai lăng tăng đó. Chị Hai lăng tăng đó. Mưa. Mưa Phi ơi. Mưa cho nó mát Phi ơi. Sao nóng dữ thằng. Nóng dữ thằng luôn hả. Mặt đậm vậy mà nóng dữ thằng hả trời. Bà ngoại bà mê hái quá rồi. Bà hái thêm một mớ Việt Quốc nữa. Hái về rửa sạch sẽ, ngồi ăn cũng vui. Phi nó không ăn trời. Nãy giờ mẹ chưa ăn hả mẹ? Bà ngoại bà bị lắng tai á, bà không có nghe. Bà ngoại bà không có nghe. Bà ngoại bà cũng phái đi chứ. Ngoại cũng phái đi hái nữa hả mẹ? Ngoại cũng phái đi hái trái cây chứ. Trời. Trái cây là mê á. À. Phái dữ chứ. Trời ơi, bây giờ nó mát á. Lát nữa nó nóng rồi bà thấy. Ở đây là tới 105 độ F đó. Trời ơi, có bữa là 40 độ, 42 độ C. Nóng hôm qua kìa. 9 giờ tối luôn, 10 giờ tối luôn. Hái mà nó rụng hết trơn rồi trời, nó rớt ra hết trơn, bực mình quá. Hồi tối hôm qua hả, 9, 10 giờ tối đi ra ngoài mà nó còn nóng. Nóng khủng khiếp. Cái này nhiều lắm mẹ, tại bữa người ta bán rẻ đó, chỉ mua đó, trái nó bị hư. Chỉ mua về với chồng nguyên một hàng luôn. Trời ơi, bây giờ chỉ hái đã luôn. Người ta bán cây bự sẵn rồi đó. Cái bữa đó chỉ mua. Trời ơi, cho nên năm nay mua là ba. Chồng. Dạ. Người ta dọn vườn hay gì không biết nữa, hay người ta thay cây mới hay là người ta không trồng cái loại đó nữa, người ta trồng loại khác á. Người ta bán một cây hình như 20 đô hay gì á. Trời ơi, bữa đó bả mua quá trời. Xong mới về bả chồng. Mưa mẹ ơi. Mưa. Dạ. Yeah. Chị mưa. Chết cha mưa rồi cả nhà ơi. Chạy mưa rồi. Trời bà ngoại hỏi mưa lớn không nữa kìa. Mưa lớn mới đi, mưa nhỏ không đi hả? Hả mẹ? Mưa lớn mới đi, mưa nhỏ không đi hả? Đây. Đây. Hai tay hai đứa. Trời ơi trời. Hai tay hai đứa luôn nè. Chào bà ngoại với mẹ hái nè. Tội nghiệp chưa? Chà đẹp dữ ta. Ơi chị Hai hái chứ cái bông đẹp dữ ta. Cái bông đẹp dữ. Hai Hana ơi. Hana ơi. Xe đậu nhóc hết trơn cả nhà. Người ta đi vườn trái cây á, xe đậu nhóc rồi ha. Ui trời, xe đậu quá trời. Quá trời xe. Quá trời người ta.
xong rồi kìa. Bà ngoại hái xong rồi. Bây giờ tính tiền đi về. Đi về coi, nếu mà mất mát thì đi chơi vòng vòng chút nữa rồi về. Cha phê định ngủ thêm đêm nữa mà nóng quá. Nên đi về sớm. Giờ vô tính tiền. Phê nó mê hồ cá đằng kia rồi. Cái miếng cườn này là họ đang bán nè cả nhà, đang rao bán. Nhà ba đang tính tiền. Đi về. Xong xong một ngày rồi đi về. Đi xuống, đi xuống hầm xe lấy xe. Mát không Vía? Không. Mát không? Mát. Hay mát không? Mát không hay đâu mát không? Hai chị em mới tắm xong rồi. Mặc đồ giống nhau mà. Không giống nhau. Mẹ không cần, mẹ không cần giống nhau, con với em là được rồi. Không, con với em không giống nhau. Đúng mà. Dẫn bà ngoại đi bảo tàng nha, chắc khăm à nha. Đi rồi về luôn, trả phòng khách sạn rồi đó nha. Giờ mình đi vòng vòng chơi xong đi về luôn. Ngủ. Bà nhỏ ngủ. Đang đi bảo tàng. Bắn. Bắn quán mà gọi gì cũng không có hết trơn. Người ta đi về chứ ở đây chi trời. Chạy mồi. Chạy mồi dài 8 thước. Hả Vy? Trời ơi, nghĩ sao mà bà chủ bán quán mà cái nhà là ở bên đây. Đó, nhà bên đây nè. Mà mở quán bán bên đây. Mà người ta vô người ta gọi không có món gì chứ. Cà phê chế đá cũng không có nữa. Bún riêu, bún mắm, bún bò quế cũng không có cái gì hết trơn á. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Nó đâu phải quán Việt Nam, quán Mỹ. Bán burger không à. Nói gì đó. Thôi đi về bà ơi, tôi mệt quá, tôi buồn ngủ quá nè. Không đi phải không? Bye bye nha, tôi đi về. Bây giờ đang trên đường đi về cả nhà. Đi khoảng tầm hơn 2 tiếng. Quay lại cả nhà coi thấy hai bên đường như sa mạc cả nhà. Không thấy cái cây nào luôn. Chắc có lẽ là sang tháng 9 là đi thêm lần nữa. Tại vì bây giờ mận nó chưa có chín đó.